Absolute Asia Travel giới thiệu rằng hãy sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình của tình yêu và cuộc phiêu lưu ở Việt Nam với bộ phim hài lãng mạn sắp ra mắt A Tourist Guide to Love. Những cảnh ngoạn mục của bộ phim hoàn toàn được quay tại Việt Nam. Đây là bộ phim đầu tiên của Hoa Kỳ làm được điều này. Mỗi khung hình ghi lại nền văn hóa sôi động, phong cảnh tuyệt đẹp và lòng hiếu khách nồng hậu của đất nước. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá những viên ngọc tiềm ẩn của Việt Nam qua lăng kính của bộ phim hấp dẫn này. Hello, xin chào các bạn khán giả thân yêu của AD. Chúc cả nhà mình một ngày nhiều điều may mắn nha. Chắc là các bạn không còn xa lạ gì với việc một vài cảnh đẹp thần sầu của Việt Nam được xuất hiện cực kỳ đắt giá trong những cảnh quay ăn tiền của bom tấn Hollywood nữa rồi đúng không? Nhưng mà ở những bom tấn đó, hầu như toàn là những khung cảnh cũ kỹ, cảnh chiến tranh hoặc là xuất hiện mờ ảo chớp nhoáng đúng kiểu còn chưa kịp liếc mắt thì đã đi qua Việt Nam mất tiêu rồi. Thế nên mặc dù được quảng bá là có cảnh quay Việt Nam khiến khán giả quốc tế hóng trước hóng sau, hóng dài cả cổ, nhưng đổi lại chỉ được xem Việt Nam có mỗi một tí xíu thôi, bực lắm các bạn ạ. Cơ mà thôi trời không phụ lòng người, mới đây lần đầu tiên đã hoàn toàn xuất hiện một Việt Nam đẹp trọn vẹn qua lăng kính phim Mỹ rồi các bạn ạ. Một bộ phim của hãng phim nổi tiếng Hollywood quay hoàn toàn ở Việt Nam. Chính tờ Boston đã khẳng định điều đó. Không chỉ vậy, vài chục tờ báo lớn nhỏ quốc tế cũng đã rầm rộ ca ngợi về vẻ đẹp chân thực đến mức kỳ ảo của Việt Nam trong những thước phim này. Ví dụ như tờ Oxalis Adventure đã giới thiệu rằng A Tourist Guide to Love trải nghiệm vẻ đẹp Việt Nam qua phim cùng Rachel Lee Cook. Trang tin chính thống của hãng phim Hollywood nổi tiếng Netflix cũng đăng tải quảng bá cùng A Tourist Guide to Love ngắm nhìn Việt Nam. Hay điển hình như tờ Absolute Asia Travel đã ca ngợi rằng khám phá những viên ngọc tiềm ẩn của Việt Nam với A Tourist Guide to Love. Absolute Asia Travel giới thiệu rằng hãy sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình của tình yêu và cuộc phiêu lưu ở Việt Nam với bộ phim hài lãng mạn sắp ra mắt A Tourist Guide to Love. Những cảnh ngoạn mục của bộ phim hoàn toàn được quay tại Việt Nam. Đây là bộ phim đầu tiên của Hoa Kỳ làm được điều này. Mỗi khung hình ghi lại nền văn hóa sôi động, phong cảnh tuyệt đẹp và lòng hiếu khách nồng hậu của đất nước. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá những viên ngọc tiềm ẩn của Việt Nam qua lăng kính của bộ phim hấp dẫn này. Tựa phim A Tourist Guide to Love tạm dịch sang tiếng Việt là Bí kíp yêu của một du khách. Theo giới thiệu của Absolute Asia Travel, thì bộ phim của Mỹ này do Rachel Lee Cook đóng vai chính kiêm nhà sản xuất. Trong phim xuất hiện gương mặt quen thuộc của dàn diễn viên gạo cội tài năng nền điện ảnh Việt Nam như nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện hay Quyên Trúc Trần. Sơ sơ về cốt truyện chính của phim là theo chân Amanda, một nhà điều hành du lịch tham gia chuyến du lịch ở Việt Nam để hàn gắn trái tim tan vỡ. Trên đường đi, cô gặp Sinh, một hướng dẫn viên người nước ngoài, người đã cho cô thấy vẻ đẹp của những viên ngọc tiềm ẩn của Việt Nam và giới thiệu cho cô một thế giới phiêu lưu và tình yêu mới. A Tourist Guide to Love đã khiến cộng đồng mê phim trầm trồ bởi vẻ đẹp của Việt Nam khắc họa quá đẹp, quá chân thực và vô cùng rõ nét. Theo giới bình luận phim, thì A Tourist Guide to Love thành công trong việc quảng bá du lịch, nhưng chất lượng nội dung phim thì chưa thực sự tương xứng, bởi lẽ kịch bản yếu, nhiều sạn. Chẳng hạn điển hình dễ thấy nhất đó là trong cảnh đoàn khách du lịch lên Hà Giang ăn Tết, dù là miền Bắc nhưng người dân ở đây nói giọng miền Nam, mà Tết ở miền Bắc trời se lạnh nhưng mọi người lại mặc quần áo ngắn tay mùa hè. Hay như cuối phim, cảnh nữ chính chạy đi tìm nam chính ở Hà Nội cũng không chính xác về khoảng cách địa lý, vân vân và mây mây. Nói chung thì so sạn là điều không thể tránh khỏi rồi, kể cả những đoạn phim nổi tiếng thế giới cũng không ít lần mắc sạn. Có thể A Tourist Guide to Love yếu về mặt nội dung, nhưng không thể phủ nhận lợi thế phát hành toàn cầu thông qua Netflix giúp hình ảnh Việt Nam lan tỏa đến khán giả thế giới. Điều đáng khích lệ nhất là các nhà làm phim đến từ Hollywood đã có cách nhìn mới về Việt Nam. Và đặc biệt thì theo giới đánh giá phim, những khung cảnh đẹp đến mê người của Việt Nam chính là con chốt cứu vớt thành công của bộ phim. Hay nói cách khác, A Tourist Guide to Love được biết đến rộng rãi chính bởi những thước phim quay hoàn toàn ở Việt Nam một cách chân thực nhất nhưng cũng ảo diệu nhất. A Tourist Guide to Love khiến người xem vô cùng thích thú khi thực sự là một bộ phim Mỹ kể chi tiết về Việt Nam, mà là một Việt Nam đẹp gần như trọn vẹn, chứ không lướt qua như những bộ phim bom tấn khác của Mỹ. Chi tiết hơn, người xem còn cảm nhận được những hoạt động đặc trưng của Việt Nam như sang đường, mặc cả khi đi chợ, bên cạnh những phong tục quen thuộc như dùng đũa ăn cơm, gói bánh chưng, lau nhà, thắp hương, sửa soạn nhà cửa đón Tết, tất cả được khéo léo giới thiệu một cách cực kỳ tự nhiên trong suốt hành trình.
Trong một bài viết trên trang Screen Rant, một trong những trang thông tin điện ảnh lớn trên thế giới, luôn được biết đến như một nơi cung cấp các tin tức điện ảnh nhanh và cụ thể nhất, được trích dẫn từ cuộc phỏng vấn của Screen Rant cùng với nhà sản xuất kim ngôi sao đóng vai chính Rachel Lee Cook của A Tourist Guide to Love. Screen Rant đã khẳng định rằng bộ phim này có một khuynh hướng hiện đại thực sự thú vị ở chỗ nó khám phá Việt Nam theo cách mà các tác phẩm của Mỹ thực sự không có. Đó quả là một đất nước xinh đẹp đúng như bản chất của nó. Hay trong phát biểu của mình, nhà sản xuất kim diễn viên chính Rachel Lee Cook đã bày tỏ: "Tôi vẫn kinh ngạc vì tôi đã có được trải nghiệm này. Tôi đã không tin rằng là Netflix đã tin tưởng giao cho tôi làm một bộ phim khác cho họ. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng khi mình được trở thành người hướng dẫn viên du lịch cho những người được khám phá rất nhiều điều về đất nước Việt Nam từ chính ngôi nhà của họ. Đó thực sự là một vinh dự và đặc ân. Tôi không thể nói hết về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và tôi nghĩ đó chắc chắn là một điểm đến không thể bỏ qua." Rachel Lee Cook cũng chia sẻ: "Tôi không thể tin rằng họ lại để chúng tôi quay ở một nơi gọi là Thánh địa Mỹ Sơn. Đó là một nơi đặc biệt và linh thiêng, và có rất ít nơi tôi từng đến trên thế giới. Nó giống như một cuộc sống thực Disneyland. Nó vẫn là một địa điểm có thật. Đó là Hội An, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nó đẹp đến nghẹt thở. Nếu mọi người đã nhìn thấy hình ảnh của Việt Nam với những chiếc đèn lồng và những con đường nhỏ lát đá cuội, thì đó là Hội An và nó cũng là một nơi không thể bỏ qua." Nếu các bạn đang thắc mắc rằng Việt Nam có vô vàn cảnh đẹp như thế thì những địa điểm nào là nơi được chọn xuất hiện trong bộ phim Hollywood này thì ngay bây giờ cùng AD check nha! The Absolute Asia Travel đã chia sẻ về những địa điểm chính ở Việt Nam trong những cảnh quay của A Tourist Guide to Love. Đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh, Hòn Ngọc Viễn Đông. Absolute Asia Travel giới thiệu một số cảnh của A Tourist Guide to Love được quay tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cảnh sân thượng lãng mạn, bưu điện trung tâm Sài Gòn nổi tiếng và nhà thờ Đức Bà mang tính biểu tượng. Những địa danh lịch sử này thể hiện sự pha trộn độc đáo giữa kiến trúc thuộc địa Pháp và văn hóa Việt Nam của thành phố. Năng lượng năng động và đường chân trời hiện đại của thành phố mang đến bối cảnh hoàn hảo cho câu chuyện tình yêu của bộ phim. Với bề dày lịch sử và nét quyến rũ hiện đại, thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một điểm đến không thể bỏ qua tại Việt Nam. Địa điểm thứ hai là ở Đà Nẵng, thành phố năng động miền Trung. Absolute Asia Travel chia sẻ, Đà Nẵng là một thành phố năng động nằm ở miền Trung Việt Nam. Nó được biết đến với những bãi biển đẹp, phong cảnh núi non tuyệt đẹp và di sản văn hóa phong phú. Một số cảnh A Tourist Guide to Love được quay tại Đà Nẵng, bao gồm một cảnh lãng mạn đáng nhớ trên bãi biển lúc mặt trời mọc, cầu rồng mang tính biểu tượng và chùa Linh Ứng tuyệt đẹp. Những địa danh này thể hiện sự pha trộn độc đáo giữa nét hiện đại và văn hóa truyền thống Việt Nam, mang đến bối cảnh hoàn hảo cho bộ phim. Địa điểm đáng nhớ thứ ba trong phim là Hội An, phố cổ quyến rũ. Absolute Asia Travel giới thiệu một số cảnh trong A Tourist Guide to Love được quay tại Hội An, bao gồm cảnh lãng mạn trong một con hẻm thắp đèn lồng, chùa cầu mang tính biểu tượng. Một địa điểm quay phim quan trọng khác gần Hội An là Mỹ Sơn, cách Hội An khoảng 1 giờ lái xe, tàn tích cổ của nền văn minh Champa. Absolute Asia Travel nhận xét, sự quyến rũ độc đáo và ý nghĩa lịch sử của thị trấn mang đến bối cảnh hoàn hảo cho chủ đề tình yêu và phiêu lưu của bộ phim. Hà Nội, thủ đô hơn 1.000 năm tuổi là địa điểm tiếp theo. Một số cảnh của A Tourist Guide to Love được quay tại Hà Nội, bao gồm cảnh lãng mạn trên cây cầu Long Biên lịch sử, nhà tù Hỏa Lò lịch sử và chợ Đồng Xuân nhộn nhịp. Sự pha trộn độc đáo giữa kiến trúc cổ xưa và hiện đại của thành phố mang đến cảm xúc và bối cảnh hoàn hảo cho bộ phim. Địa điểm thứ 5 là ở Vịnh Hạ Long. Absolute Asia Travel ca ngợi, Vịnh Hạ Long hay còn gọi là Vịnh Rồng Đáp là một kỳ quan thiên nhiên đẹp ngoạn mục nằm ở Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc Việt Nam. Bạn có thể nhận thấy một số cảnh trong A Tourist Guide to Love được quay ở Vịnh Hạ Long, những cảnh lãng mạn trên chiếc thuyền mành truyền thống của Việt Nam, du ngoạn qua làn nước trong xanh như ngọc của Vịnh và những vách đá vôi cao chót vót, đảo Tuy Tốt nổi tiếng và hang Sửng Sốt Thanh Bình. Những danh lam thắng cảnh này làm nổi bật vẻ đẹp lộng lẫy tự nhiên của Vịnh và mang đến một cái nhìn thoáng qua về cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam, khung cảnh đắt giá cho bộ phim. Một địa điểm khác nữa là Hà Giang với cung đường đèo ngoạn mục và hành trình tâm linh trên núi.
một số cảnh của A Tourist Guide to Love được quay ở Hà Giang, giới thiệu những cảnh quan độc đáo và nền văn hóa sôi động của tỉnh. Bộ phim có những cảnh ngoạn mục của đường vòng Hà Giang nổi tiếng, một tuyến đường xe máy phổ biến uốn lượn qua những ngọn núi và thung lũng tuyệt đẹp. Bối cảnh phim còn lấy bối cảnh công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn và phiên chợ mèo vạc rực rỡ sắc màu. Những danh lam thắng cảnh này làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và sự phong phú về văn hóa của Việt Nam. Absolute Asia Travel cảm nhận rằng, tóm lại, A Tourist Guide to Love giới thiệu vẻ đẹp của Việt Nam qua các địa điểm quay cực kỳ nổi tiếng và cuốn hút. Những địa điểm này không chỉ tăng thêm sức hấp dẫn về mặt hình ảnh cho bộ phim, mà còn làm nổi bật sự phong phú về văn hóa và vẻ đẹp tự nhiên của đất nước. Nếu bạn đang có kế hoạch đến thăm Việt Nam, hãy nhớ khám phá những địa điểm quay phim này và tự mình trải nghiệm sự quyến rũ của đất nước này, chắc chắn sẽ không hối hận. Hey, cuối cùng thì cũng có một Việt Nam đẹp hoàn hảo trong một bộ phim được tạo nên từ hãng phim Hollywood đình đám. Hy vọng sau khi bộ phim phát sóng trên Netflix thì khán giả quốc tế sẽ thực sự biết nhiều hơn và rõ nét hơn về Việt Nam. Đó sẽ là cơ hội quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, cũng là một cách thu hút kinh tế du lịch. Các bạn đã xem phim chưa nè? Chưa thì xem ngay và luôn để kiểm chứng với lại soi sáng nha! Video hôm nay, AD xin phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên cho AD xin một like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ AD với nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.